Không, nhưng mình xin chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của chúng mình ha. Đừng nói tiếng biệt ly cho lòng anh thêm tan nát, đừng khóc nữa em ơi, dẫu biết giờ đây chúng ta chia xa mọi người mỗi nhà, những công bao lực nào ngắn được tình yêu ấy ta trọn đời chúng tôi, thì đừng nói tiếng biệt ly cho tim đứt đọa mỗi ta lòng ơi. Chúng ta hãy cùng nắm tay nhau đi quãng đường trần, cho dù người ta có dùng quý quyền và bạo lực cũng không thể nào chia cách được đôi ta. Cầm chàng ơi, đồng đời đôi ngả chia ly mà hai ta bị đặt trong dòng ngang trai. Nếu kiếp này mình không được sống gần nhau thì hẹn lại kiếp sau mình bền duyên tơ tóc. Trời ơi, hay quá. Rồi, hay quá bà con ơi. Cô xin lỗi nha, con bị bị mộng. Rồi, cái đồng số cà đào. Rồi, cái đồng số cà đào. Cho đi ra đi, hát tiếp. Hồi lát nữa hát tiếp nha. Rồi, trời ơi, hay quá. Rồi, 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 cấp cấp. Còn cần cái ao vui nữa, hát tiếp nữa. Coi dữ gì bà con, gì dữ thương quá ha. Đó. Ủa, nón đâu Trinh Tư? Không đợi hả? Ghế này cô. Mát mà đâu có. Bây giờ đợi cho nó chung đồng bộ cho nó đẹp. Mà. Đáp lại gì với các thành viên xin hát bài đổi về xuống lỗ của các thành viên đã về thôi cùng số đi rồi bà chú hay hỗ trợ cho tiền tiền được không chú hát đây chú hát đây để nhân dịp các thành viên đã về trong làng xóm để hỗ trợ cho bà con này luôn giúp vui trở lại cho các thành viên và lối về xóm nhỏ rồi rồi cô về ok rồi chú hai chú về thôn chưa ta hát khúc hoan ca ngọt ngườn lúa tình quê thêm đậm đà đào giặt bao niềm thương trong mái lá. Bờ dâu xanh cô gái hát êm mềm tâm mãi chính rồi anh sân mẹ hiền lòng già thêm hơi ấm khi chiều lên có những chiều hôm trời nghiêng nắng che đồi non nắng xuống làng thôn làm cho đôi má em thêm giòn. Lúa đã lên bông, mất cả từ sáng tôi chờ mong tiếng hò cô gái bên Cửu Long. Mơ rằng mai lúa lên đầy bông, chiều hôm nay quay gót bước nghiêu khu về thôn sớm để vui cho ngày mùa. Đường về thôn quẹt chân bên nhánh lúa hằng trắng nghiêng xoay mái tóc em tơ, vài cô gái nhỏ to vui chuyện trò. Đường về thôn niềm vui dân đây đó, đường về thôn niềm vui đó đây. Hay quá chú ơi, cầm đi. À, lát nữa phát cạo xong là con mời chú là hát karaoke tụi con nha. Còn có lát là kìa hát cô tư, hát tú luôn nha chú. Nha, tại vì chặt quá có đứa con đi ra đây rồi. Cô dàn karaoke. Bây giờ coi chú là có hát hát bài vô vui nha. Đó, phục vụ. À, chương trình ca nhạc ngẫu hứng nha bạn ơi. Ngẫu hứng ca nhạc. Cô chú mới hát nữa không? Cô bài nữa. Bài gì? Nếu, nếu, cô năm lo phục vụ. Mày đừng có gài hàng nha. Gài hàng. Gài hàng. Chỉ có cô đâu với chân tâm thôi. Rồi. Đừng nghe lời nó bài gì giờ đây. Bài gì được, cái bài cô hay hát mình á. Anh em ơi, mình rất là đã yêu cầu anh hát bài Sông Trung.
miền Trung hả? Anh thuộc bài đó. Liên quan tới miền Trung hả? Con ơi, con ơi. Cô thích bài nào hát đó đi. Không có, không có nhạc mà. Chạy đi con, hát chạy đi. Hát chạy mấy chạy đi, chạy đi không? Thôi thôi. Đảo bà con gì, cô đi hát, cô vô đâu được luôn cô. Mình hát đi cô. Sao đổi nóng đỏ là sao ta? Rồi, nóng đỏ đâu? Nè, nóng đen đó nè. Nóng đỏ mới đúng. Nóng đỏ đi. Hai ta lớn nhất cao cho đổi nóng tiếng đi. Được cô, mà mình hay tập thể với cô. Lớn nhỏ gì mình cũng về tập thể hết cô. Ủa, chị Lo không có nón hả? Ủa, nón anh đâu? Chị Lo không đổi. Nói đội đi. Ồ, vậy tính ra là chị cũng vậy rồi. Chị kêu cùng năm đội mà chị đâu có đâu. Cũng có cái cục này chị đâu không được. Không được, cũng phải gắn đội chứ mà chị. Con của quán vừa có nước uống nè. Được mà gì? Học dưa nó nhai luôn, trời ơi. Bà con của bác nào gan yếu yếu nhớ cẩn thận nha. Rồi, níu rồi, níu, níu ơi. Níu ra mất đi rồi. Chẳng mà con bác nào mà răng nó bị yếu mà lung le riêng á, cắn hột dưa nhớ né né ra. Trời ơi, của chú luôn á. Rồi làm đi. Rồi, vô đi em. Mà mất tử chứ phải hát nha. Rồi, biết rồi hát với em mà. Rồi. Ai mua trắng mà người đem trắng đi bán vậy, người đánh một ánh trăng vàng, trăng của riêng ta, ta chỉ ban cho nàng. Trăng trong thơ của hàng mắt thơ, dù khuyết cây tròn, dù đục hay trong. Đã mấy đêm rồi ta ngồi điểm sao băng, khi sương khuya nhỏ gió chào hồn. Ta muốn hỏi người để mua đất một dân trăng, nhưng chỉ sợ rằng trần gian ngu tối. Dạ rồi, con cảm ơn nhiều nha. Dạ con cảm ơn, cảm ơn. Cứ bay nữa đây anh. Cái yên đá gì là hai bạn này. Dạ con không biết hát. Thôi. Thôi. Đi trốn luôn. Đó đi trốn rồi. Tôi trốn luôn. Không lên cái cổng lên. Còn chút cửa, chút cửa, chút cửa, chút cửa, chút cửa, ai gửi qua mấy cái clip đó, ai gửi qua cho tụi con. Nó chửi kệ nó, tại nó tức bữa cô lấy quà cô nói răng ghét với mùi sân si, mình không ăn.